Hello, xin chào các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Mr. Hill đang có mặt ở vị trí này là giáo xứ Dương Đông. Đây là một nơi ngay chỗ thị trấn Dương Đông đó các bạn. Khi các anh chị và các bạn du lịch đến đảo Phú Quốc thì chúng ta có thể đến đây check-in một nơi để mà khám phá và có thể review cho các bạn xem nơi này rất là tuyệt vời. Bây giờ mời các bạn hãy cùng follow Mr. Hill đi nào. Go! Ok các bạn, bây giờ các bạn follow của Mr. Hill vào bên trên nhé. Và bước vào trong lễ đường thánh lễ luôn, ngay chỗ chánh điện luôn nha các bạn. Đây nè, đây là bậc tam cấp để dẫn lối đi lên trên phía chánh điện luôn. Ok, rất tuyệt vời. Và chúng ta tiếp tục khám phá nào. Go! Oh.
Yeah, các bạn thân mến, như vậy là Mr. Hill đã review cho các anh chị và các bạn biết ở Dương Đông có một giáo xứ rất là to và đẹp, và người dân ở đây thường hay đến đây lễ vào các ngày buổi chiều. Thì từ khoảng 5 giờ thì lễ đến kết thúc khoảng 8 giờ đó, vào buổi chiều hàng ngày. Ngoài ra thì chủ nhật thì có lễ buổi sáng và lễ buổi chiều. Lễ buổi sáng thì bắt đầu 7 giờ đó, thì không biết là lịch có thay đổi như thế nào thì Mr. Hill sẽ cập nhật sau cho các anh chị nhé. Và cảm ơn các anh chị đã follow Mr. Hill, hãy đăng ký và like share kênh Đặng Hill Vlog nhé. Và bây giờ bye bye. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.